Tổng thống Nga sẽ thăm các vùng ở miền đông Ukraine sau một tháng sáp nhập. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm khu vực miền đông Donbass ở Ukraine vào thời điểm thích hợp. Theo hãng thông tấn TASS, thông tin trên do người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra vào ngày 5 tháng 12. Donbass là khu vực ở Ukraine mà Nga đã sáp nhập phần lớn. Ông Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn TASS, chuyến thăm chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian thích hợp vì đây là một phần của Liên bang Nga. Trước đó vào tháng 9, Điện Kremlin cũng cho biết ông Putin chắc chắn sẽ tới Donbass. Ông Peskov khi đó phát biểu rằng Nga có các kế hoạch lớn để phát triển Donbass. Ông nói, các kế hoạch phát triển rất rộng rãi, có thể thấy rằng quá trình xây dựng đang diễn ra. Các cơ sở mới đang được đưa vào hoạt động và có những nỗ lực mạnh mẽ để khôi phục tất cả các hệ thống hỗ trợ cuộc sống. Các hệ thống gồm các đường ống dẫn nước, cung cấp điện và các cơ sở xã hội. Công việc đang diễn ra mạnh mẽ và có rất nhiều, hàng ngàn người đang làm việc ở đó. Chắc chắn quá trình này sẽ tiếp tục. Vào ngày 5 tháng 10, Tổng thống Putin đã ký các xác lệnh sáp nhập 4 khu vực của Ukraine. Các vùng lãnh thổ mà Nga đã sáp nhập là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Quá trình sáp nhập diễn ra sau cuộc trưng cầu dân Ý ở các khu vực này. Mặc dù các quan chức Nga tuyên bố những khu vực trên hiện thuộc về Nga, nhưng quân đội Nga không kiểm soát toàn bộ những vùng lãnh thổ đó. Nga đã rút quân khỏi khu vực Kherson, nhưng Điện Kremlin nhấn mạnh động thái rút quân này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của Kherson. Ông Peskov nói ngày 11 tháng 11, khu vực Kherson vẫn là một phần của Liên bang Nga. Tình trạng này là bất biến, đã được xác nhận về mặt pháp lý và không gì có thể thay đổi. Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không công nhận kết quả trưng cầu dân Ý ở các vùng Donbass và không đàm phán với Nga. Ông cũng cho biết nước này đang đẩy nhanh tiến trình gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.